Kính thưa quý vị, hộ chiếu là giấy tờ rất quan trọng của mỗi cá nhân trong việc định danh và để làm căn cứ khi xuất cảnh nhập cảnh. Ngày nay, nhu cầu xuất cảnh của công dân ngày càng tăng. Như đã biết, nếu quý vị đang ở Hồ Chí Minh mà muốn xuất cảnh ra nước ngoài thì sẽ phải sử dụng hộ chiếu. Chắc hẳn, đây không còn là thủ tục quá xa lạ đối với công dân Việt Nam, nhưng không phải ai cũng nắm rõ các thông tin này. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách làm hộ chiếu tại Hồ Chí Minh. Thứ nhất, hộ chiếu là gì? Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Việc làm hộ chiếu khá dễ dàng và nhanh chóng. Quý vị chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú là có thể làm được. Thứ hai, tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể làm hộ chiếu ở đâu? Nếu quý vị đang ở thành phố Hồ Chí Minh, dù là thường trú hay tạm trú thì có thể tìm đến các địa chỉ sau để làm hộ chiếu. Thứ nhất, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý, thời gian làm việc ở đây sẽ là từ 7:30 đến 17 giờ các ngày thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 thì sẽ chỉ là vào buổi sáng. Đối tượng tiếp nhận là công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ tại 333, 335 và 337 Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc từ 7:30 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, riêng với thứ 7 thì sẽ chỉ làm vào buổi sáng. Đối tượng tiếp nhận là công dân thường trú và tạm trú tại 22 tỉnh thành phía Nam. Như vậy, nếu quý vị có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại 22 tỉnh thành phía Nam thì có thể làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh thành đó để làm hộ chiếu. Cuối cùng, về thời hạn giải quyết. Thủ tục xin cấp hộ chiếu được giải quyết trong thời gian khá nhanh, cụ thể. Không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Không quá 3 ngày làm việc đối với các trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây là thông tin chi tiết về việc làm hộ chiếu ở đâu ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong rằng quý vị đã có được cho mình những thông tin hữu ích. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.